Vào cuối tuần này, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Italia sẽ hướng về sân San Siro nơi sẽ diễn ra trận derby nước Ý giữa AC Milan và Juventus. Sức hấp dẫn của trận đại chiến này càng được nhân lên khi biết rằng ở hiện tại cả hai cũng đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất ở top đầu, thậm chí còn là danh hiệu vô địch. Cụ thể tính đến sau vòng đấu thứ 22, AC Milan đã có được 48 điểm bám sát ngôi đầu của Inter Milan với khoảng cách chỉ là 2 điểm, trong khi ở phía đối diện Juventus đang thất thế hơn đôi chút khi mới chỉ có 41 điểm sau 22 trận, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng khoảng cách một điểm so với đối thủ ngay trên ở top 4. Với tình hình như hiện tại, niềm tin vào kết quả thuận lợi lại càng lớn hơn cho thầy trò huấn viên Pioli. Tuy nhiên thì ở hiện tại AC Milan đang phải đối mặt với khá nhiều vấn đề mà ảnh hưởng lại không mấy tích cực. Điều được đề cập ở đây chính là phong độ của họ trong thời gian vừa rồi rõ ràng là không thực sự thuyết phục, nhưng ngay mới vòng đấu gần nhất đã để thua trước đội bóng yếu hơn rất nhiều là Spezia, qua đó bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng do Inter Milan đã xảy chân. Đặc biệt đáng ngại hơn khi quãng thời gian vừa qua, thầy trò huấn viên Pioli cũng không phát huy được điểm tựa từ San Siro, như chín trận gần nhất chỉ thắng 3 còn lại toàn hòa và thua. Riêng tại giải vô địch quốc và Italia họ cũng để thua tới 3 và chỉ có 2 chiến thắng ở 6 vòng đấu trở lại đây. Đấy là chưa kể đến kết quả thua 3 và chỉ thắng 1 ở 5 lần tiếp đón Lã Bà gần nhất. Trái lại bên phía đối diện Juventus đang cho thấy màn trình diễn tích cực hơn nhiều khi đã bất bại ở cả 8 vòng đấu gần nhất, trong đó còn giành từ 6 chiến thắng. Trên sân khách thành tích của thầy trò huấn luyện viên Allegri cũng đầy ấn tượng khi đã thắng tới 4 và chỉ hòa 1 ở 5 vòng đấu vừa qua. Như vậy có thể thấy là sự ổn định về phong độ của đội bóng thành Turin là lớn hơn nhiều. Cũng chính vì thế mà độ tin cậy dành cho họ ở trận đại chiến tới đây được đánh giá cao hơn. Trên sàn giao dịch châu Á Việt nhà cái xếp kèo hòa được thua ở trận đấu này cũng chưa thể đánh giá tích cực với lão bà. Với một số người mức kèo này có phần không khả quan do việc đại diện thành Turin thường xuyên xếp trên ở những lần viếng thăm San Siro gần đây. Thế nhưng điều đó không phải là vấn đề gì quá lớn. Nên nhớ ở mùa giải năm nay vị thế của Juventus đã suy giảm nhiều, chưa kể hiện tại họ còn đang có vị trí thấp hơn AC Milan. Chính vì thế mà việc mức kèo chỉ dừng lại như vậy rõ ràng là chấp nhận được. Và với những gì đã thể hiện lão bà xứng đáng là cái tên để trông đợi hơn ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác với tính chất căng thẳng của trận đại chiến bóng đá ý, lại giữa hai đội đang cạnh tranh trực tiếp sẽ khó trông đợi vào một kịch bản tương bừng bàn thắng. Mặc dù vậy thì trên thị trường nhà cái vẫn đưa ra kèo tài xỉu khá tích cực là 2-1/2. Điều này đang cho thấy khả năng bùng nổ bàn thắng của trận đấu là vẫn có. Vì vậy nên vẫn có hy vọng cho mốc trên của cuộc đọ sức này. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn truy cập aegon1.net